Đây là những nguyên lý mà nó không thay đổi trong mọi thời đại, đó là trách nhiệm của nhà quản lý. Vậy thì trách nhiệm của nhà quản lý là như thế nào, và chúng ta cần phải làm gì nếu mà chúng ta là ở một nhà quản lý? Chúng ta cần phải có những năng lực gì, những kỹ xảo, kỹ năng, những cái vốn kiến thức gì thì chúng ta cùng tìm hiểu. Chắc là chúng ta đang sống trong một thời đại có nhiều cơ hội, chẳng những mà lớn mà nó có thể là rất lớn chưa từng có. Nếu bạn có khát vọng và đủ thông minh, bạn có thể vươn đến mọi đỉnh cao trong nghề nghiệp mà bạn chọn, bất kể là bạn bắt đầu từ đâu. Bạn có thể bắt đầu từ một anh nhân viên quèn hoặc là một công nhân cũng vậy, nhưng bạn phải có hai thứ: khát vọng và thông minh, biết nắm bắt cơ hội để vươn lên đỉnh cao nghề nghiệp mà bạn chọn. Tuy nhiên, đi liền với cơ hội là trách nhiệm. Các công ty ngày nay không quản lý sự nghiệp của nhân viên nữa, mà nhân viên phải trở thành những người quản lý chính mình một cách hiệu quả. Việc tạo ra vị thế cá nhân, nhận biết khi nào nên chuyển hướng nghề nghiệp và luôn làm việc hiệu quả trong suốt độ tuổi lao động 50 năm hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Để làm tốt những việc đó, bạn cần phải tích lũy những hiểu biết sâu sắc nhất về chính bản thân mình, không chỉ về điểm mạnh, điểm yếu mà còn về cách thức mà bạn học hỏi, làm việc với người khác, cũng như hiểu rõ các giá trị bản thân và những lĩnh vực mà bạn có thể làm tốt nhất. Chỉ khi bạn làm việc trên các thế mạnh của mình, bạn mới có thể tạo ra thành quả vượt trội mà thôi. Những người thành công xuất sắc trong lịch sử, chẳng hạn như Napoleon, Da Vinci, Mozart đều tự quản lý bản thân mình rất tốt. Điều đó có thể khiến họ trở nên vượt trội, nhưng họ chỉ là những ngoại lệ hiếm hoi mà thôi. Hiếm hoi cả về tài năng lẫn những thành tựu vượt ra khỏi ngoài những giới hạn thông thường của con người. Ngày nay phần lớn chúng ta đều phải học cách quản lý bản thân cả, ngay cả với những người mà chỉ có năng lực khiêm tốn. Chúng ta phải học cách tự phát triển bản thân mình. Chúng ta phải tự đặt bản thân vào vị trí mà chúng ta có thể cống hiến nhiều nhất. Chúng ta phải luôn duy trì trạng thái luôn thức tỉnh và có việc làm trong suốt 50 năm của cuộc đời làm việc của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải biết khi nào còn phải thay đổi công việc và thay đổi như thế nào. Vậy thì điểm mạnh của tôi là gì? Bạn có bao giờ đặt câu hỏi như thế không? Bởi vì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mình có điểm mạnh của bản thân, nhưng họ thường đánh giá sai. Thông thường thì họ họ hiểu mình không mạnh ở điểm nào, và ngay cả đánh giá này vẫn có nhiều người sai hơn là nhiều người đúng. Tuy nhiên, con người chỉ làm việc có hiệu quả dựa vào điểm mạnh của mình mà thôi. Đấy. Còn người ta không thể làm việc dựa trên điểm yếu, nên hiển nhiên không cần nhắc đến những việc mà ngoài khả năng của họ. Chúng ta nhìn lại lịch sử xem nào. Con người có nhu cầu biết về điểm mạnh của họ. Họ cho rằng mỗi người sinh ra đã có một vị trí và một chuỗi công việc nào đó để dành riêng cho họ. Đại loại như con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá, đúng không? Nhưng ngày nay, con người có rất nhiều sự lựa chọn. Vì thế, chúng ta còn phải biết điểm mạnh của bản thân để chọn đúng lĩnh vực sở trường của mình. Cách duy nhất để khám phá ra điểm mạnh của bản thân là phân tích những phản hồi. Một khi bạn đưa ra một quyết định hay là có một hành động quan trọng, hãy viết ra giấy những gì bạn dự đoán sẽ xảy ra. 9-10 tháng, 20, 9-10 hay tháng sau đó, bạn hãy so sánh kết quả thực tế với những gì bạn dự đoán. Tôi đã thực hành phương pháp này gần 20 năm rồi, và mỗi lần thực hiện tôi đều rất ngạc nhiên. Việc mà phân tích các phản hồi ấy, giúp cho tôi nhận ra được một cách rất ngỡ ngàng rằng tôi có khả năng trực giác để hiểu được các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, bất kể họ là kỹ sư, kế toán hay những nhà nghiên cứu thị trường. Nó cũng chỉ là chỉ cho tôi thấy rằng là tôi không hòa hợp với những người thiên về kiến thức tổng hợp. Phân tích phản hồi hoàn toàn không phải là điều gì mới lạ. Phương pháp này được phát minh vào khoảng
thế kỷ 14 bởi một giáo sĩ người Đức. Và 150 năm sau đó thì được John Calvin và một thánh sứ, sứ Loyola được nhắc đến. Và sau đó mỗi người lại vận dụng nó vào những bài giảng dành cho các tín đồ của mình. Và trên thực tế, chính thói quen đó đã mang lại sự tập trung kiên định và kết quả và hiệu quả công việc và hiệu quả phán đoán. Và là nguyên nhân giải thích tại sao những thể chế do hai người này sáng lập ra, nhà thờ dòng Calvin và giáo hội Giê-xu đã tràn lan, lan tràn khắp châu Âu chỉ sau 30 năm thành lập. Nếu kiên trì thực hiện thì phương pháp đơn giản này sẽ giúp cho bạn, chỉ cho bạn thấy đâu là thế mạnh của bạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ 2 đến 3 năm, đó chính là những điều quan trọng nhất mà bạn cần biết. Phương pháp này giúp cho bạn nhận ra bạn có bỏ lỡ cơ hội hay không. Khi bạn làm hay không làm một điều gì đó, chúng ta chú thích này, John Calvin là một nhà thần học hàng đầu vào thời kỳ kháng Pháp và là nhân tố chính góp cho sự phát triển trong hệ thống tư tưởng Cơ Đốc, Cơ Đốc và là gọi là thần học Calvin. Vậy sau khi mà chúng ta phân tích các phản hồi đấy, bạn phải thực hiện một số việc. Trước tiên là hãy tập trung vào thế mạnh của bạn, tạo điều kiện để cho thế mạnh của bạn phát huy tác dụng tốt nhất nhằm đạt được thành quả cao nhất. Thứ hai là hãy rèn luyện để tăng cường thế mạnh của bạn. Kết quả phân tích phản hồi sẽ nhanh chóng chỉ cho bạn thấy những lĩnh vực nào bạn cần cải thiện những kỹ năng hơn nữa, lĩnh vực nào bạn cần rèn luyện thêm những kỹ năng mới. Nó cũng chỉ là chỉ cho bạn thấy lỗ hổng kiến thức của bạn, thường thì có thể khắc phục được. Thứ ba là nhận ra những lĩnh vực mà sự kiêu căng khiến bạn trở nên vô tâm, thờ ơ, để rồi cuối cùng phải cố sức khắc phục điều đó. Rất nhiều người, đặc biệt là những người có chuyên môn sâu ở lĩnh vực này, thường xem thường các kiến thức ở lĩnh vực khác. Đấy, ví dụ như một nhà hóa học thì lại xem thường một nhà tin học, một nhà bên công nghệ thông tin lĩnh vực phần mềm này, hoặc là tin vào sự thông minh nhẹ bén có thể bù đắp cho sự thiếu hụt kiến thức. Đấy, chúng ta thông minh nhưng mà chúng ta không có thông tin, chúng ta không có kiến thức thì chúng ta vẫn thất bại như thường. Những người giỏi chuyên môn ra đời chưa chắc là những người sống được trên cõi đời này, đúng không? Chúng ta giỏi chuyên môn nhưng mà chúng ta không giỏi tổng quát, hay ít nhất gì cũng biết một chút về tổng quát, thì chúng ta không thể nào sống được trên cái xã hội này. Đấy, chẳng hạn như một kỹ sư giỏi nhất thường có xu hướng tự hào rằng mình không hề biết gì về con người. Họ tin rằng con người quá phức tạp so với một tri thức đẹp đẽ về kỹ thuật. Ngược lại, những chuyên gia về nhân sự thường tự hào rằng họ mù tịt về kế toán đấy, hay các phương pháp định lượng. Nhưng thực ra niềm tự hào về sự bàng quan đó chính là sự hạ thấp bản thân của chúng ta. Hãy nỗ lực học hỏi những kỹ năng, những kiến thức cần thiết để nhận ra được thế mạnh của mình một cách đầy đủ nhất. Chúng ta nhận ra thế mạnh ở một lĩnh vực chưa đủ đâu, mà chúng ta phải biết được nhiều lĩnh vực khác. Con người chúng ta có rất nhiều thế mạnh và nó không quá hẹp một thế mạnh nào cả. Thậm chí thế mạnh của chúng ta cho rằng chúng ta mạnh thì chưa hẳn là do chúng ta bồi đắp quá nhiều, chứ chưa hẳn là nó là thế mạnh thực sự của chúng ta đâu. Thêm nữa là một việc không kém mà quan trọng khác là ngăn ngừa những thói quen xấu. Chúng ta có rất nhiều thói quen xấu, ví dụ như là ngủ dậy muộn hay đi trễ, hay là kém, không chuẩn bị không tốt, thì những việc xấu này sẽ làm bạn không thể khiến bạn hiệu quả làm việc của bạn sẽ bị kìm hãm, không thể làm cho công việc của bạn tiến lên. Những thói quen xấu đó sẽ nhanh chóng xuất hiện trong những thông tin phản hồi. Đấy, chẳng hạn như một người lập kế hoạch có thể
nhưng nói rằng những kế hoạch hoàn mỹ của ông ta đã thất bại vì anh ta đã không theo sát chúng. Cũng như rất nhiều người thông minh khác, anh ta tin rằng anh ta tin vào sức mạnh giờ no lớp bể của những ý tưởng, nhưng thật ra anh ta chỉ là chiếc xe ủi mới dời được núi, còn những ý tưởng chỉ hướng cho xe ủi nên tới đâu để làm việc mà thôi. Rõ ràng xe ủi thì mới dời được núi, còn những ý tưởng chỉ là cái hướng đi của xe ủi đó thôi. Đấy, đúng không? Ý tưởng chỉ là đá, hành động mới là vàng, mới là kim cương. Người lập kế hoạch cần hiểu rằng công việc vẫn chưa thể dừng lại dù kế hoạch đã được hoàn thành. Đấy, anh ta phải tìm người thi hành và giải thích cho họ hiểu rõ kế hoạch đó. Anh ta phải điều chỉnh và thay đổi nó trong quá trình triển khai thực hiện. Và cuối cùng anh ta phải biết khi nào là nên dừng lại. Phải luôn luôn có sự giới hạn. Chúng ta không thể nào đùa dai với một người, đúng không? Chúng ta đùa quá trớn, đùa sắp sửa quá thì sẽ giống đến là người bạn thân của mình chẳng hạn sẽ phật lòng. Nhưng chúng ta biết đùa đúng mức, đúng giới hạn thì nó là khác. Vậy thì những vấn đề nảy sinh ra trong thái độ làm việc kém đấy có được phản hồi cho chúng ta hay không? Có được phản hồi khi mà chúng ta lập kế hoạch và triển khai kế hoạch hay không? Có. Thái độ làm việc chính là chất môi trường bên trong của tổ chức. Anh làm việc tốt mà thái độ của anh không tốt thì anh sẽ có kết quả không mấy thành công luôn. Đấy. Do vậy rất quan trọng thái độ và quy luật của tự nhiên là khi hai vật chuyển động tiếp xúc nhau thì sẽ tạo ra ma sát. Điều này cũng đúng với con người, nhưng nó luôn đúng với các vật vô tri vô giác. Thái độ làm việc tốt đơn giản như là nói xin vui lòng hay cảm ơn, hay nhớ tên người đối diện và hỏi thăm về gia đình của họ, cho phép hai người xa lạ có thể cộng tác tốt với nhau. Những người có tài, đặc biệt là những nhân tài trẻ tuổi, thường không hiểu được điều này. Nếu một quá trình, một kết quả phân tích phản hồi cho thấy một người rất tài giỏi nhưng lại gặp thất bại hết lần này lần khác, một khi công việc đòi hỏi phải hợp tác với người khác, đó là dấu hiệu của sự thiếu nhã nhặn, hay nói cách khác là thái độ làm việc kém. Anh mà anh giỏi, anh tài năng nhưng thái độ làm việc anh kém, anh vẫn thất bại như thường. Đấy. Trừ một số trường hợp là hy hữu thì chúng ta mới vượt qua được điều đó. So sánh kỳ vọng của bạn với những kết quả đạt được cũng chỉ ra những việc mà bạn không nên làm. Mỗi người trong chúng ta đều gặp rất nhiều lĩnh vực mà mình hoàn toàn không phù hợp, do không có kỹ năng và không có cả cơ hội để đạt được kết quả ở mức trung bình. Chúng ta không nên tiêu tốn sức lực vào việc cải thiện những lĩnh vực. Vậy thì sự so sánh kỳ vọng của bản thân với những kết quả đạt được cũng chỉ ra được những việc mà bạn không nên làm. Đấy. Và chúng ta không nên tiêu tốn sức lực vào việc cải thiện ở những lĩnh vực không thuộc sở trường của mình. Nó không sở thuộc sở trường của mình thì không nên cải thiện nó là gì. Việc nâng mức không có khả năng lên mức trung bình sẽ làm tốn hao sức lực của bạn và nó làm cho bạn là nói chung thì nó sẽ làm tốn hao sức lực của bạn gấp vạn lần so với việc mà chúng ta nâng mức sở trường lên mức xuất sắc. Điều đáng buồn là hầu hết mọi người, trong đó có giáo viên và nhiều tổ chức, thì thường tập trung vào việc là biến những người không có khả năng làm việc thành những người có thể làm việc ở mức bình thường. Thay vì làm như vậy,
họ có thể dùng năng lượng, dùng nguồn lực và dùng quỹ thời gian để biến người đó thành người xuất sắc. Có một câu hỏi được đặt ra là thế mạnh của tôi là gì? Đã bao giờ bạn hỏi với chính bản thân mình là thế mạnh của bạn là gì không? Đấy. Để hoàn thành được công việc của bạn thì bạn cần tập trung vào điều gì không? Khi mà chẳng hạn như mà có một bài toán được đặt ra, hay một bài văn được nêu ra từ phổ thông, hay là một những dự án của công ty chẳng hạn, bạn biết thế mạnh của mình là gì không? Thế mạnh của công ty mình là gì không? Biết không? Nếu bạn không biết, nghĩa là bạn đã nắm chắc cái phần thua rồi. Và thông thường nhiên khi mà rất ít người biết cách hoàn thành công việc của họ như thế nào, cũng là vì họ không biết thế mạnh của mình là gì. Và thực ra đa số chúng ta thậm chí không biết rằng mỗi người sẽ làm việc theo một cách khác nhau. Rất nhiều người làm việc không theo cách riêng của họ, và hầu như chắc chắn thì họ không đạt được kết quả gì tốt cả. Đấy. Đối với những người lao động trí óc, câu tôi thực hiện công việc bằng cách nào, thậm chí còn quan trọng hơn câu là thế mạnh của tôi là gì. Đấy. Và cũng như thế thì thế mạnh của mỗi người, cách thực hiện công việc của họ là độc nhất vô nhị, nó mang dấu ấn cá nhân của từng người. Dù dấu ấn đó thuộc về bản thân, bản chất tự nhiên hay do môi trường giáo dục, thì chắc chắn nó được định hình rất lâu từ trước khi họ bắt đầu cuộc đời làm việc. Và cách thức của mọi người làm việc như thế nào đã định trước, và cũng như những gì người đó có thể làm tốt hay không tốt đã được định sẵn. Cách thức làm việc có thể có được điều chỉnh, chứ hiếm khi được thay đổi hoàn toàn. Và nếu có, điều đó không hề dễ dàng thực hiện. Tương tự như người có thế mạnh thường đạt được thành quả cao trong công việc. Người làm việc đúng sở trường của mình cũng như thế. Đấy. Vậy thì sang một cái phần tiếp, phần thứ 5 hay thứ 6 gì đây, thì tôi là người thích đọc hay là người thích nghe? Bạn đã bao giờ hỏi câu hỏi đó bản thân chưa? Điều trước tiên bạn cần biết là bạn thuộc tiếp người thích đọc và thích nghe hả? Hiếm khi một người vừa thích đọc và vừa thích nghe đó. Rất ít người biết đến sự tồn tại của hai tiếp người này, và số người biết họ thuộc tiếp nào thậm chí còn ít hơn nữa. Những ví dụ sau đây sẽ cho thấy sự tổn thất do không biết, do điều không biết gây ra. Ví dụ như là khi D.Y. Eisenhower làm tổng chỉ huy quân đồng minh ở châu Âu ấy, ông được báo chí rất mực nể trọng. Các cuộc họp báo của ông ta rất nổi tiếng. Ông luôn cho thấy sự bao quát và khả năng kiểm soát hoàn toàn bất cứ câu hỏi nào được các phóng viên đặt ra. Ông hoàn toàn có thể mô tả một tình huống hay giải thích một chính sách chỉ trong 3 câu ngắn gọn thôi. Và rất hàm xúc, trong 10 năm sau, cũng vẫn những nhà báo cũ đấy, cũng những người từng ngưỡng mộ ông đã công khai chế nhạo tổng thống Eisenhower. Họ chê trách rằng ông không bao giờ trả lời thẳng các câu hỏi mà cứ huyên thuyên về một chủ đề khác. Họ không ngừng chế giễu ông vì đã miệt thị hoàng đế nước Anh bằng những câu trả lời không mạch lạc, sai ngữ pháp tiếng Anh. Rõ ràng Eisenhower không biết là ông thuộc tiếp người thích đọc và thích nghe. Thời của ông giữ chức tổng chỉ huy quân đồng minh ở châu Âu ấy, thì các trợ lý của ông đảm bảo rằng mỗi câu hỏi từ báo chí đều được viết ra ít nhất nửa giờ trước khi buổi họp báo bắt đầu. Khi đó Eisenhower hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát. Khi trở thành tổng thống, ông tiếp bước hai người tiền nhiệm thích nghe là Franklin Roosevelt và Harry Truman. Cả Roosevelt và Truman đều biết rằng là mình là người thích nghe và sẵn sàng tham dự các buổi họp báo tự do. Có lẽ Eisenhower đã thấy rằng mình cần làm theo những gì mà hai người tiền nhiệm đã làm. Kết quả là
ông đã không nghe thấy gì cả. Từ các nhà báo đặt ra, trường hợp Eisenhower vẫn chưa phải là tình huống tồi tệ nhất của cái người không thích nghe. Vài năm sau kỷ niệm của Eisenhower thì Lyndon Johnson đã đánh mất nhiệm kỳ tổng thống của mình. Vậy thì nguyên nhân nào? Nguyên nhân chủ yếu là do ông không biết rằng là mình thuộc người chết người là chỉ thích nghe. John Kennedy thì người tiền nhiệm của Lyndon thì là người thích đọc và đã thành lập một đội ngũ những thư ký chuyên viết lách để làm trợ tá. Họ luôn đảm bảo rằng trước khi trao đổi trực tiếp họ đã viết trước ra giấy gửi cho ông và Johnson đã giữ những người này lại trong nhóm nhân viên của mình để họ tiếp tục viết. Rõ ràng là Johnson không thể nào hiểu những gì họ viết ra. Tuy nhiên, với tư cách là người thượng nghị sĩ, ông là người nghe xuất sắc. Bởi trên hết, nghị sĩ là người phải biết nghe. Rất ít người biết nghe và có thể được huấn luyện hoặc là tự rèn luyện để trở thành người đọc hiệu quả và ngược lại. Do đó, những người thích nghe cố trở thành những người thích đọc sẽ phải đối mặt với số phận như là Lyndon Johnson, trong khi những người thích đọc cố trở thành những người thích nghe sẽ phải gặp sự cố về số phận giống như là Eisenhower. Họ không thể làm việc hoặc làm việc không hiệu quả. Vậy thì tôi học như thế nào? Câu hỏi đặt ra là tôi học như thế nào? Câu hỏi này là câu hỏi nguyên thủy của cái việc mà quản lý bản thân. Điều thứ hai cần biết về một con người thực hiện công việc là cách thức họ học hỏi những điều mới mẻ. Nhiều tác giả hàng đầu như Winston Churchill lại có kết quả học tập ở trường rất kém. Họ thường nhớ về thời đi học như là một thời kỳ tra tấn vậy. Tuy nhiên là có rất ít bạn cùng lớp có cảm nhận như thế về thời đi học. Có thể họ không thích trường học cho lắm, nhưng cùng lắm họ chỉ phải đối mặt với sự nhàm chán. Lý do giải thích cho việc đó là nhìn chung các tác giả không học bằng cách nghe và đọc, họ học thông qua ngòi bút của mình. Bởi vì trường học không cho phép họ học theo cách đó nên họ mới chịu những điểm số rất thấp là như thế. Tất cả các trường học ấy, đều xây dựng trên một giả định rằng chỉ có một cách học đúng và đó và cách đó áp dụng được cho tất cả mọi người. Nhưng việc ép học theo cách mà trường học đang dạy thực sự là một địa ngục đối với nhiều sinh viên có cách học khác. Nghĩa là cách học của họ, họ có thể học khác, và trường học thì đang dạy theo một cách học đó, đang hướng cố hướng cho người học, cho sinh viên, cho học sinh vào cách học đó. Và thế là có đến một nửa tá những cách học khác nhau, và người học rất có thể sẽ chịu điểm số thấp nếu như phải cố hướng đến sự nhàm chán về một cách học nào đó mà họ không thích, không phải là thế mạnh của họ. Có những người như Churchill thì học bằng cách viết. Họ học bằng cách viết ra hàng tá những lời ghi chú. Ví dụ như Beethoven thì ông đã để lại một số lượng khổng lồ những quyển vở nhạc, nhưng ông nói rằng là ông không bao giờ nhìn lại những bản nhạc đó sau khi mình sáng tác. Khi được hỏi tại sao giữ lại chúng, ông trả lời: nếu như tôi viết ra giấy ngay lập tức, tôi sẽ quên chúng tức thì. Nếu tôi viết vào một quyển vở nhạc, tôi sẽ không bao giờ quên, và tôi cũng sẽ không phải tìm lại chúng nữa. Một số người khác thì học từ thực tế, một số khác thì học bằng cách là tự nghe mình nói. Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Beethoven: nếu tôi viết ra giấy ngay lập tức, tôi sẽ quên chúng tức thì. Nếu tôi viết một quyển vở nhạc, nghĩa là có sự chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại, thì tôi sẽ không bao giờ quên và tôi cũng không bao giờ tìm lại chúng nữa. Thấy không? Ông đơn giản, ông chỉ giữ lại chúng chỉ để chơi chơi thôi, chả để làm gì. Và tôi biết một vị giám đốc nọ là biến một công ty gia đình nhỏ
và tầm thường ở công ty dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh của họ. Ông ấy học bằng cách nói. Ông ấy thường gọi toàn bộ nhân viên cấp cao của mình tập trung vào văn phòng mỗi tuần một lần và nói cho họ nghe liên tục trong vòng 2 đến 3 giờ. Ây da, ông này có cách nói, cách học bằng cách nói rất độc. Ông có thói quen đưa ra các vấn đề về chính sách và tranh luận ở ít nhất là 3 khía cạnh khác nhau về một vấn đề. Nên nhớ là ông sẽ cho nhân viên hoặc là ông sẽ cố tranh luận với nhân viên của mình về vấn đề này. Tuy nhiên, ngay khi ông hỏi ý kiến của họ, đơn giản là ông chỉ cần khán thính giả nghe ông nói thôi. Đó chính là cách ông đang học. Mặc dù cách học này hơi thái quá, nghĩa là nói mà chả có ai tranh luận với mình ấy, không thèm quan tâm ý kiến của họ ấy, thì đúng là hơi thái quá thật. Nhưng mà việc học đó ấy, bằng cách nói tuyệt đối không phải là một phương pháp bất thường. Các luật sư thành công cũng học theo pháp, theo cách tương tự. Rất nhiều thầy thuốc và bản thân tôi cũng học theo cách này. Trong tất cả những điều quan trọng cần biết về bản thân, việc nhận thức cách học của mình là dễ dàng nhất. Khi tôi hỏi người khác, bạn học theo cách nào? Hầu hết họ đều nêu ra cách học của mình. Nhưng khi tôi hỏi, bạn làm gì với cách học đó? Rất ít người trả lời được câu hỏi này. Tuy vậy, tính hành động dựa trên cách hiểu của bạn là chìa khóa của khả năng làm việc hiệu quả. Nói cách khác, không hành động theo cách hiểu của bạn sẽ khiến bạn không thể hoạt động hiệu quả được. Tôi là người đọc hay người nghe? Và tôi học như thế nào? Là những câu hỏi đầu tiên, nhưng không phải là duy nhất cần phải đặt ra. Để có thể tự quản lý bản thân một cách hiệu quả, bạn cần phải tự hỏi mình: tôi có công tác tốt với mọi người hay không? Hay tôi chỉ giỏi làm việc độc lập không? Bạn cần phải tự hỏi mình như thế để quản lý bản thân một cách hiệu quả. Và nếu bạn hợp tác tốt với mọi người, thì khi đó bạn cần hỏi thêm là: tôi làm tốt trong những mối quan hệ nào? Rất rõ ràng, bạn không thể làm tốt được tất cả các mối quan hệ. Một số người thích hợp nhất với vai trò là người thừa hành. Trường hợp của tướng George Patton, một vị lãnh anh hùng vĩ đại của quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ hai, là một ví dụ tiêu biểu. Patton khi đó là một sĩ quan chỉ huy hàng đầu của Mỹ. Tuy nhiên, khi Patton được cất nhắc, thì tướng George Marshall, tổng tư lệnh của quân đội Mỹ, là người được xem có khả năng tuyển chọn nhân sự thành công nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã nói rằng Patton là người thừa hành tốt nhất mà quân đội Mỹ từng sản sinh ra. Nhưng lúc ấy cũng có thể trở thành sĩ quan chỉ huy tồi nhất nước Mỹ. Một số người làm việc tốt nhất với tư cách là thành viên của trong nhóm, một số khác lại làm việc hiệu quả nhất khi làm một mình. Một số người đặc biệt có năng khiếu huấn luyện hay là làm người tư vấn giàu kinh nghiệm, trong khi người khác lại hoàn toàn không có khả năng đó. Một câu hỏi quan trọng khác là: tôi đạt được thành quả với tư cách là người ra quyết định hay người tư vấn? Rất nhiều người thể hiện khả năng tốt nhất ở vai trò người tư vấn, nhưng không thể gánh nổi trách nhiệm và áp lực khi ra quyết định. Trái lại, rất nhiều người khác lại cần có người tư vấn để ép họ suy nghĩ, nhưng sau đó thì họ có thể đưa ra quyết định và triển khai hành động một cách nhanh chóng, tự tin và dũng cảm. Đó chính là lý do tại sao nhân vật số 2 trong các tổ chức thường thất bại khi được cấp nhắc lên vị trí cao nhất. Vị trí đỉnh cao đòi hỏi người dám ra quyết định. Đấy, một người quyết đoán thường bổ nhiệm một người mà anh tin tưởng vào vị trí thứ hai với tư cách là người tư vấn. Và ở vị trí đó, người tư vấn sẽ thể hiện đặc biệt xuất sắc. Nhưng nếu được đặt vào vị trí cao nhất thì chính người đó là thất bại. Họ biết rõ phải quyết định như thế nào nhưng không thể nhận lấy trách nhiệm của một người ra quyết định thực sự.
Những câu hỏi khác được đặt ra là: tôi có thể làm việc hiệu quả dưới áp lực cao hay cần một môi trường làm việc tổ chức chặt chẽ và ổn định, hay tôi làm việc tốt nhất tại công ty nhỏ hay công ty lớn? Rất ít người có thể làm việc tốt tại mọi loại môi trường. Cá thì có thể sống trên nước nhưng nó không thể sống trên cạn là vậy. Rất nhiều người tôi gặp phải, những người đã từng rất thành công tại tổ chức lớn lại thất bại thảm hại khi họ chuyển sang các công ty nhỏ hơn. Và ngược lại, xin lặp lại một kết luận là: đừng cố thay đổi những gì không thuộc về bản chất bạn. Bạn sẽ khó có thể thành công. Thay vào đó, hãy nỗ lực để hoàn thiện cách làm việc mà bạn đang thực hiện và cố gắng đừng nhận những việc mà bạn không thể làm tốt nhất. Nhớ nhé, hãy nỗ lực để hoàn thiện cách làm việc mà bạn đang thể hiện và cố gắng đừng nhận những việc mà bạn không thể làm tốt nhất. Không thể làm tốt nhất thì đừng bao giờ nhận. Đừng cố thay đổi những cái gì mà không thuộc bản chất của bạn. Đấy. Bởi vì nếu chúng ta thay đổi, chúng ta khó có thể thành công. Hệ giá trị của tôi là gì? Để có thể tự quản lý được bản thân, để có thể tự quản lý bản thân, bạn cần tự hỏi rằng: hệ giá trị của tôi là gì? Trên khía cạnh đạo đức, đó là một quy tắc chung được áp dụng cho tất cả mọi người. Và cách kiểm tra rất đơn giản, tôi gọi nó là bài kiểm tra trước gương. Trong những năm đầu của thế kỷ này, một nhà ngoại giao được các nhà lãnh đạo rất nể trọng, đó là vị đại sứ Đức tại London. Đường công danh của ông ấy rất rạng rỡ, ít nhất ông ấy cũng trở thành ngoại trưởng, nếu không phải là thủ tướng liên bang. Tuy nhiên vào năm 1906, ông ấy bất ngờ từ chức vì không muốn làm chủ trì buổi chiêu đãi dành cho vua Ewa thứ bảy. Vị vua nổi tiếng với quan hệ tình ái lăng nhăng này đã chỉ thị rõ ràng về việc ông ấy muốn tổ chức một buổi tiệc như thế nào. Người ta thuộc lại rằng vị đại sứ là nói: tôi không muốn nhìn thấy một tên dắt gái trong gương khi tôi cạo râu mỗi sáng. Đấy, vị đại sứ là nói như thế: tôi không muốn nhìn thấy một tên dắt gái trong gương khi tôi cạo râu mỗi sáng. Đó là bài kiểm tra trước gương. Vấn đề đạo đức yêu cầu bản thân bạn tự hỏi bản thân: loại người nào tôi muốn thấy trong gương vào buổi sáng? Hành vi đạo đức đối với tổ chức được xác lập dựa trên hành vi đạo đức của từng cá nhân. Nhưng đạo đức chỉ là một phần hệ thống giá trị của tổ chức. Nó chỉ là một phần giá trị, hệ thống giá trị của một tổ chức thôi. Hệ thống giá trị của một tổ chức phù hợp hay không phù hợp với hệ thống giá trị bản thân sẽ dẫn đến kết quả của sự hiệu quả hay không hiệu quả của mỗi cá nhân trong tổ chức đó. Hãy xem một ví dụ về giám đốc nhân sự rất thành công tại một công ty bị một công ty lớn hơn mua lại. Đấy. Sau vụ sáp nhập, cô được bổ nhiệm thực hiện công việc đúng sở trường của mình, bao gồm cả nhiệm vụ lựa chọn nhân sự vào những vị trí quan trọng. Cô ấy tin rằng công ty chỉ nên tuyển người bên ngoài vào những vị trí đó khi tất cả nhân viên trong nội bộ công ty đều không phù hợp. Nhưng công ty cho rằng trước tiên họ nên tìm kiếm nhân tài từ bên ngoài nhằm đem đến sự đổi mới. Cả hai cách tiếp cận trên đều có lý do của nó. Theo kinh nghiệm của tôi, theo cách làm phù hợp nhất là kết hợp cả hai cách. Tuy nhiên, những cách tiếp cận này thể hiện sự không tương thích cơ bản, không phải là về mặt chính sách mà là về mặt giá trị. Chúng ta thấy cách nhìn nhận khác nhau về mối quan hệ giữa tổ chức và con người, cách đánh giá khác nhau về trách nhiệm của tổ chức với nhân viên và sự phát triển của họ, cũng như sự khác biệt trên quan điểm đóng góp quan trọng nhất của một cá nhân dành cho doanh nghiệp. Vài năm bất mãn, vị giám đốc họ đã nhân sự họ đã xin nghỉ việc. Lý do đơn giản là hệ giá trị của cô và của công ty không phù hợp với nhau. Một doanh nghiệp nên phấn đấu để đạt được mục tiêu ngắn hạn hay tập trung vào các mục tiêu dài hạn, hoặc ngắn hạn hoặc dài hạn. Đấy là hai mục tiêu mà một doanh nghiệp cần phải phấn đấu đạt được. Và đặc biệt quan trọng là hệ giá trị. Các nhà phân tích tài chính tin rằng công ty có thể đồng thời theo đuổi hai loại mục tiêu trên.
những doanh nghiệp, những doanh nhân thành công rất hiểu rõ điều này. Để đảm bảo hoạt động thông suốt, mỗi công ty đều phải có những thành quả ngắn hạn. Nhưng khi có mâu thuẫn giữa mục tiêu ngắn hạn và sự phát triển dài hạn, mỗi công ty sẽ xác lập những ưu tiên khác nhau. Đó hoàn toàn không phải là những bất đồng về hiệu quả kinh tế. Về cơ bản, đó là những mâu thuẫn về giá trị, xét trên chức năng của một doanh nghiệp và vai trò quản trị. Mâu thuẫn về giá trị không chỉ tồn tại trong tổ chức kinh tế. Trong số những nhà thờ phát triển ngang ở Mỹ, có một nhà thờ đã đo mức độ thành công bằng một số lượng giáo dân mới gia nhập. Các vị lãnh đạo nhà thờ tin rằng điều quan trọng nhất là bao nhiêu thành viên mới gia nhập vào giáo xứ. Một nhà thờ theo phái Phúc Âm các lại tin rằng điều quan trọng nhất là sự phát triển tâm linh của các con chiên. Họ đã loại ra những thành viên không tham gia vào các sinh hoạt tinh thần ở nhà thờ. Một lần nữa, đây không phải là vấn đề về số lượng. Thoạt nhìn thì có thể thấy ngay rằng nhà thờ thứ hai sẽ phát triển tương đối chậm. Nhưng cuối cùng họ đã đạt được tỷ lệ những người mới gia nhập cao hơn nhiều so với nhà thờ thứ nhất. Nói cách khác, sự phát triển của họ vững vàng hơn. Đó không phải là vấn đề về thần học hoặc là giả, nếu có là vấn đề về thứ yếu. Trong cuộc tranh luận, một luật sư lập luận rằng trước hết anh phải tới nhà thờ, nếu không anh sẽ không bao giờ đến được cánh cổng của thiên đường. Một người khác bắt bỏ liền: không đúng, trước hết anh phải có tâm đi tìm kiếm cánh cổng thiên đường ạ, nếu không anh sẽ không thuộc về nhà thờ. Các tổ chức cũng như con người đều có hệ giá trị riêng. Để có thể làm việc hiệu quả trong tổ chức, hệ giá trị của một người phải phù hợp với hệ giá trị của tổ chức. Hai hệ giá trị đó không cần phải hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng phải có những nét tương đồng mới có thể tồn tại được. Nếu không, những nhân viên đó sẽ không chỉ nhanh chóng bất mãn mà còn làm việc không hiệu quả. Những điểm mạnh của một người và cách thức của người đó thực hiện công việc hiếm khi xung đột mà thường bổ sung cho nhau. Nên nhớ nhá, những điểm mạnh của một người và cách thức người đó thực hiện công việc rất hiếm khi xung đột mà thường bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, đôi khi có sự mâu thuẫn về hệ giá trị của một người và thế mạnh của họ. Có những việc một người có thể làm tốt, thậm chí rất tốt và rất thành công, nhưng họ lại không phù hợp với hệ giá trị của họ. Trong trường hợp đó, công việc ấy không đáng để họ cống hiến suốt đời, hay thậm chí là phần lớn cuộc đời. Nhiều năm trước, chúng tôi đã từng phải cân nhắc giữa hệ giá trị bản thân và những việc tôi từng làm rất thành công. Tôi từng đảm nhiệm rất tốt vai trò của một chuyên viên ngân hàng về đầu tư ở London và bảo rằng công việc ấy phù hợp với thế mạnh của tôi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy bản thân mình không đóng góp được gì cả với tư cách một nhà quản lý tài sản. Tôi nhận ra rằng con người mới là đối tượng được tôi đánh giá cao, và tôi cho rằng trở thành người giàu có nhất khi xung quanh không còn ai thân thiết thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi đó tôi không có tiền và cũng không có công việc triển vọng nào cả. Bất chấp thời đại suy thoái đang diễn ra, tôi quyết định nghỉ việc, và đó là một quyết định đúng đắn. Nói một cách khác, giá trị là một bài kiểm tra vô cùng cần thiết cho cả tổ chức lẫn cá nhân. Vậy thì tôi thuộc về lĩnh vực nào? Đấy. Bạn khi mà ra đời khởi nghiệp, bạn sẽ đặt câu hỏi này. Khi mà bạn chọn ngành học vào đại học, bạn cũng đặt câu hỏi này. Khi mà bạn tốt nghiệp, bạn cũng định hướng lại câu hỏi này: tôi thuộc về lĩnh vực nào? Một số ít người biết được rất sớm rằng họ thuộc lĩnh vực nào. Ví dụ như nhà toán học, nhạc sĩ hay đầu bếp thường thể hiện khả năng toán học, âm nhạc hay chế biến thức ăn khi họ đến 45 tuổi. Các nhà bác sĩ thường quyết định nghề nghiệp của họ khi lứa tuổi thiếu niên hay chậm, mà thậm chí là sớm hơn. Nhưng hầu hết mọi người, đặc biệt là những người có tài, khả năng thi bẩm, thường chỉ có thể quyết định mình thuộc về lĩnh vực nào khi qua độ tuổi 24 hoặc 25. Tuy nhiên, đến thời điểm đó, có lẽ họ đã biết trả lời cho ba câu hỏi: điểm mạnh của tôi là gì? Tôi thực hiện công việc như thế nào? Và hệ giá trị của tôi là gì?
Khi đó họ mới xem xét các quyết định của mình thuộc về đâu. Nói cách khác, họ quyết định, họ có thể quyết định không thuộc về lĩnh vực nào cả. Phải không, ở chỗ đó. Một người biết mình không thể làm việc hiệu quả trong một tổ chức lớn nên biết cách nói không với một vị trí như thế. Một người biết mình không phải là kiểu người ra quyết định nên từ chối một công việc đòi hỏi điều đó. Một người như tướng Ba Tân nên nhận ra và từ chối vị trí sĩ quan chỉ huy độc lập. Có lẽ chính ông cũng không nhận ra được điều này. Điều quan trọng không kém là khi biết cách trả lời các câu hỏi đó, một nhân viên có thể đón nhận những cơ hội, những đề nghị hay những vị trí công tác mới theo kiểu là vâng, tôi sẽ nhận được việc này, nhưng đây không phải là cách mà tôi sẽ thực hiện. Công việc sẽ được tổ chức như thế này, còn đây là mối quan hệ sẽ phát sinh. Những kết quả anh chị mong muốn sẽ đạt được như thế này trong khoảng thời gian này. Những nghề nghiệp thành công đều đến bất ngờ, chúng sẽ xuất hiện khi có một người có sự chuẩn bị tốt để nắm bắt được những cơ hội đang đến. Đó là khi họ biết điểm mạnh của mình, phương pháp làm việc và hệ giá trị của mình, biết được mình thuộc về đâu, ở đâu có những biến thể nào của một người bình thường, làm việc thông thạo và rất siêng năng nhưng vẫn chỉ có kết quả trung bình, trở thành một người làm việc vượt trội. Như vậy, nếu bạn làm kết quả trung bình thì bạn nên xem lại ba điểm, đó là điểm mạnh của mình, phương pháp làm việc và hệ giá trị của mình, để bạn biết được mình thuộc về đâu. Có thể biến một người bình thường trở thành một người vượt trội hay không dựa trên ba điểm này. Đấy. Bạn thì nắm bắt cơ hội được hay không đều là dựa vào điểm này. Đấy. Vậy thì câu hỏi mà sau khi chúng ta hỏi rất nhiều câu hỏi trước rồi, xác định cho mình rồi, thì bây giờ bạn nên hỏi là tôi nên cống hiến những gì. Trong lịch sử, đại đa số mọi người không bao giờ phải đặt câu hỏi tôi nên cống hiến những gì cả. Họ được chỉ rõ nên cống hiến những gì và nhiệm vụ của họ được quyết định bởi chính công việc. Nếu họ là nông dân hay thợ thủ công, bởi vì những ông chủ, bà chủ. Nếu họ là người giúp việc nhà, mãi cho tới khi gần đây, chúng ta có thể chắc chắn rằng hầu hết mọi cấp dưới đều làm những gì họ được yêu cầu mà họ được yêu cầu cả. Tức là chúng ta có thể chắc chắn rằng là hầu hết mọi người, mọi cấp dưới đều làm những gì họ được yêu cầu. Ngay cả những năm 1950 và 1960, những nhân viên tri thức mới đều nhìn vào chiến lược nhân sự của công ty để định hướng nghề nghiệp của họ. Sau đó vào những năm 1960, không ai còn muốn bị bảo phải làm gì nữa. Những nam nữ thanh niên bắt đầu tự hỏi mình muốn làm gì nào. Và những gì họ nghe được là cách để cống hiến là tự làm những việc mình yêu thích. Nhớ ra, tự làm những việc mình yêu thích để cống hiến tốt cho cộng đồng. Nhưng giải pháp này cũng sai lầm không kém những gì các nhân viên có tổ chức đã từng làm. Rất ít người tin rằng tự làm việc của mình sẽ khiến họ đạt được bất cứ thành quả nào xét về mặt công hiến. Sự hoàn thành ước nguyện của bản thân hay thành công. Chính vì vậy có rất ít người thành công. Một đất nước không có thể có nhiều người thành công là cũng vì điều này. Nghĩa là họ nhớ mạnh lại nhớ. Nhấn mạnh là điều rất cụ thể là rất ít người tin rằng tự làm việc của mình sẽ khiến họ đạt được bất cứ thành quả nào xét về mặt công hiến, sự hoàn thành ước mơ của bản thân hay thành công. Đấy. Tuy nhiên, không thể trở lại câu hỏi cũ là làm những gì được bảo hay được phân công. Đặc biệt là các lao động trí óc cần biết cách đặt câu hỏi chưa từng đặt ra trước đó là sự công hiến của tôi nên là những gì. Để trả lời câu hỏi đó, họ cần cân nhắc ba yếu tố sau đây là tình huống này yêu cầu những gì, với những điểm mạnh gì, những cách thức thực hiện công việc ra sao, hệ giá trị đã được định hình của tôi
Làm thế nào để tôi đóng góp tốt nhất cho công việc này? Và cuối cùng là cần đạt được những mục tiêu nào để tạo ra sự khác biệt? Hãy xem trường hợp của một giám đốc bệnh viện mới được bổ nhiệm. Đó là một bệnh viện lớn và danh tiếng, nhưng đã mất dần uy tín trong 30 năm qua. Vị giám đốc mới cho rằng sự đóng góp của ông cho bệnh viện là trong vòng 2 năm, ông sẽ thiết lập nên một tiêu chuẩn siêu việt cho lĩnh vực trọng yếu của bệnh viện. Ông quyết định tập trung vào phòng cấp cứu, một bộ phận lớn, dễ nhận ra và hiện đang trong tình trạng rất lộn xộn. Ông quy định rằng mỗi khi bệnh nhân đến phòng cấp cứu, trong vòng 60 giây phải có một y tá giàu kinh nghiệm để tiếp đón. Chỉ trong 12 tháng, phòng cấp cứu của bệnh viện đã trở thành một hình mẫu cho các bệnh viện ở Mỹ. Và trong vòng 2 năm sau đó, cả bệnh viện đã hoàn toàn lột xác. Lột xác là như thế đó. Những ví dụ này đã chỉ ra rằng rất hiếm khi người ta có thể nhìn thật xa về tương lai, ngay cả trong những trường hợp dễ dàng nhất. Thông thường, một kế hoạch không thể dự báo được khoảng thời gian lâu hơn 18 tháng mà vẫn duy trì được mức độ rõ ràng và cụ thể. Như thế thì một kế hoạch không thể dự báo được cái khoảng thời gian lâu hơn 18 tháng mà vẫn duy trì được mức độ rõ ràng và cụ thể. Do đó, trong hầu hết trường hợp, vấn đề cần quan tâm là tôi có thể làm gì trong lĩnh vực nào để có thể tạo ra sự khác biệt trong vòng 1 năm rưỡi. Câu trả lời là bạn phải cân bằng được một số yếu tố. Cân bằng yếu tố nào? Trước hết là các kết quả có thể được thực hiện, chúng phải nằm trong tầm với của bạn cái đã. Bởi việc đặt ra kết quả không thể đạt được hay chỉ đạt được trong những điều kiện không tưởng thì không phải là kỳ vọng mà là ngu ngốc. Thứ hai là các kết quả đó phải có ý nghĩa, chúng tạo ra sự khác biệt. Cuối cùng là kết quả phải dễ nhận thấy và nếu có thể phải đo đếm được. Từ những yếu tố đó, chúng ta sẽ xác định được một chuỗi các hành động cần thiết, phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu và như thế nào, mục tiêu và thời hạn ra làm sao. Và trên đời này như chúng ta biết là có những người mà thành công nhờ vào tài năng, có những người thành công bằng mối quan hệ. Vậy thì trách nhiệm đối với các mối quan hệ đó như thế nào? Nếu bạn là người thành công thì bạn phải quan tâm đến yếu tố này. Rất ít người tự mình làm việc và tạo ra thành quả. Một số nghệ sĩ xuất sắc, các nhà khoa học vĩ đại và những nhà vận động viên tài năng, hầu hết mọi người cùng làm việc với người khác và đạt hiệu quả cao khi làm cùng người khác. Điều đó vẫn luôn đúng cho dù họ là thành viên của một tổ chức hay tự mình làm chủ. Quản lý bản thân đòi hỏi bạn phải có trách nhiệm đối với những mối quan hệ, bao gồm hai phần. Tới đây tôi ngắt ngang cái đoạn này. Chúng ta muốn thành công, chúng ta phải đứng trên đôi vai của người khác là như vậy. Những người tự làm việc thì đều phải dựa vào những nguyên lý. Ví dụ một nhà khoa học làm việc tạo ra một cái định lý độc lập đều phải dựa vào những định lý trước đó của các nhà khoa học trước đã tạo ra. Những thí nghiệm trước của các nhà khoa học đã tạo ra. Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì chúng ta làm lại, tạo ra sự khác biệt để tìm ra điểm sai. Đúng thì chúng ta bổ sung, chúng ta chứng minh nó hẳn là đúng. Như vậy là hầu hết mọi người đều làm việc với người khác và đạt đến hiệu quả cao khi làm cùng người khác. Điều đó luôn đúng khi mà họ là thành viên của một tổ chức hay tự mình làm chủ. Có hai phần thì trước tiên chúng ta phải chấp nhận một thực tế rằng là tất cả những người khác cũng là những cá nhân rất khác biệt, không kém gì chính bản thân bạn. Họ cũng ngoan cố trong các sự sự, trong cư xử, trong bất kỳ một người bình thường nào. Điều này có nghĩa là họ cũng có những điểm mạnh, những cách thức thực hiện công việc và những giá trị riêng của họ. Do đó, để đạt được những thành quả, bạn phải biết điểm mạnh của mình, cách làm việc của mình, hệ giá trị của người cùng làm việc với mình. Đấy, người cùng làm việc với mình, đồng chí, đồng nghiệp. Thì bạn phải biết được điểm mạnh, cách làm việc, hệ giá trị của những người cùng làm việc với mình. Đấy. Bạn biết bạn, bạn biết những người đó nữa, chứ không phải riêng gì cá nhân bạn. Điều này nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng rất ít người chú ý đến điều đó. Thông thường một người nhận ra công việc và viết báo cáo về công việc bởi vì sếp của họ thuộc tiếp người tiếp đặt. Nhưng ngay cả những viên sếp tiếp theo thuộc tiếp người tiếp nghe
nhân viên đó vẫn tiếp tục viết báo cáo và chắc chắn rằng nó không mang lại kết quả. Chắc chắn cấp trên của họ sẽ nghĩ rằng họ không có đó, không có năng lực, người biết. Nhưng điều đó có thể tránh được nếu nhân viên đó chịu khó quan sát vị sếp mới và phân tích xem vị sếp này thuộc phong cách nào, họ thích đọc hay thích nghe báo cáo. Sếp không phải là một chức danh trên sơ đồ tổ chức đâu, trên doanh nghiệp đâu, hay là một tổ chức đại học chẳng hạn. Và cũng không phải là một chức năng, họ là những cá nhân được trao quyền để làm việc và thuộc sở trường của mình. Nhiệm vụ của những người làm việc cùng họ là phải quan sát, tìm ra cách thức họ làm việc và phải tự mình thích ứng sao cho sếp của họ sao cho sếp của họ đạt được hiệu quả cao nhất, từ đó mang lại lợi ích cho công ty, lợi ích cho doanh nghiệp, lợi ích cho tổ chức. Và thực ra điều đó chính là bí quyết để quản lý cấp trên. Điều đó cũng đúng đối với đồng nghiệp của bạn nữa. Mỗi người đều có một phong cách làm việc riêng chứ không theo cách của bạn, và họ có quyền làm như vậy. Vấn đề là họ có làm việc hiệu quả hay không. Vậy giá trị của họ là gì? Bí quyết để làm việc hiệu quả là hiểu người bạn đang công tác để có thể tận dụng được tất cả điểm mạnh. Cách làm việc và hệ giá trị của họ, quan hệ công việc chủ yếu dựa vào con người, vì chính họ là những người làm chủ công việc. Phần thứ hai của trách nhiệm đối với quan hệ là phải có trách nhiệm trong giao tiếp. Mỗi khi tôi hay bất kỳ một nhà tư vấn nào bắt đầu làm việc với một doanh nghiệp thì điều đầu tiên nghe được là những xung đột cá nhân. Rất rất nặng nhọc cái vấn đề này. Hầu hết những xung đột này phát sinh từ một thực tế là mọi người hầu như không biết người khác đang làm việc gì và như thế nào, những đóng góp của họ đang hướng đến và những kết quả nào mà họ đang mong đợi. Còn lý do nào không biết là vì họ chưa bao giờ hỏi nên chưa bao giờ chưa từng được cho biết. Việc không đặt ra câu hỏi phần nào phản ánh sự ngu dốt của con người. Có những người mà không biết gì để hỏi, hoặc là họ hỏi không đúng trọng tâm, không đúng hệ giá trị. Họ không biết đặt câu hỏi như thế nào. Việc đặt ra câu hỏi phần nào phản ánh sự ngu dốt của con người. Nhưng quan trọng hơn là phản ánh được lịch sử của loài người. Cho đến tận bây giờ thì người ta vẫn quan niệm rằng không cần thiết phải nói một thông tin nào đó cho người khác. Trong các thành phố thời Trung Cổ, mọi người trong khu vực miệt mài làm việc, làm cùng một công việc. Tại các vùng thôn quê, mọi người trồng cùng một loại hoa màu ngay khi băng giá vừa tan. Ngay cả những người làm công việc không phổ biến cũng làm việc một mình, nên họ không cần phải nói cho ai biết họ đang làm gì. Ngay cả phần lớn mọi người cùng làm việc với người khác, những người có nhiệm vụ và trách nhiệm khác nhau. Một giám đốc marketing có thể xuất thân là nhân viên phòng kinh doanh nên cô biết điều về kinh doanh, nhưng cô không biết gì về những công việc mà cô chưa từng làm: quảng cáo, định giá, đóng gói và những việc tương tự. Do đó những người đang làm những việc này phải làm sao để giám đốc marketing hiểu được họ đang muốn làm gì, tại sao làm việc đó, họ sẽ làm như thế nào để trông đợi kết quả, trông đợi những kết quả tốt từ việc đó. Nếu vị giám đốc marketing không hiểu những lao động trí óc cấp cao của mình đang làm gì về cơ bản, đó là lỗi của họ chứ không phải lỗi của cô. Họ là cố chạy cho cô hiểu họ. Ngược lại, trách nhiệm của vị giám đốc marketing là phải làm sao cho tất cả đồng nghiệp hiểu cô đang làm việc gì về công việc marketing, mục tiêu của cô là gì, họ làm việc như thế nào và có trông đợi kết quả gì ở bản thân cũng như từng nhân viên. Ngay cả những người hiểu được tầm quan trọng của trách nhiệm với các mối quan hệ cũng thường giao tiếp một cách thiếu hiệu quả với đồng nghiệp của họ. Họ sợ bị xem là táo bạo, là tạo mặt, là ngu dốt. Không hẳn vậy. Khi có một nhân viên đến bên đồng nghiệp và nói: đây là thế mạnh của tôi, cách tôi làm việc là như thế này, cái giá trị của tôi là như thế này, đây là những đóng góp mà tôi dự định sẽ tập trung vào, và đây là những kết quả mà tôi hy vọng đạt được, họ sẽ đón nhận được ngay: ồ, điều đó thật hữu ích, sao anh không nói với tôi sớm hơn.
Và có thể nhân viên đó sẽ nhận được những phản ứng tương tự khi anh ta tiếp tục hỏi: về phía mình, tôi cần biết những thông tin gì về điểm mạnh, cách thức làm việc, hệ giá trị hay những gì mà anh dự định làm cho công ty hay không? Thật ra, mọi nhân viên nên hỏi câu hỏi này với tất cả người làm việc cùng họ, dù là cấp dưới, cấp trên, công sức hay đồng nghiệp. Một khi hỏi câu hỏi ấy như vậy thì phản ứng của mọi người luôn là: cảm ơn đã hỏi tôi, nhưng sao anh không hỏi sớm hơn? Ngày nay một tổ chức được hình thành không còn dựa trên áp lực nữa mà còn phải dựa trên sự tin tưởng. Lòng tin giữa con người không chỉ tồn tại khi họ yêu với nhau mà còn là mà họ cần phải hiểu rõ về nhau. Do đó tất nhiên xây dựng những mối quan hệ thực sự rất cần thiết. Và đó là bổn phận. Dù một người là thành viên, một nhà tư vấn, một nhà cung cấp hay một nhà phân phối của một tổ chức thì họ có cùng một trách nhiệm với tất cả những người liên quan đến công việc của mình. Ở phần tiếp theo chúng ta cần phải tìm hiểu đó là nửa sau cuộc đời của bạn. Phần này trong phần quản lý bản thân mà nó cố định rồi đấy thì chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần sau. Lướt qua phần này nhé, lướt qua để biết trước nội dung. Đấy, và chúng ta sẽ xem về cái học thuyết kinh doanh. Như vậy chúng ta kết thúc được cái phần quản lý bản thân vào cái chương này. Và lần sau thì chúng ta sẽ tìm hiểu về học thuyết kinh doanh, bài nhật ký học tập phát triển kỹ năng mềm, phát triển kỹ năng kinh doanh, tìm điểm mạnh của bản thân. Đến đây là hết.